Bây giờ chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thức các bạn có thể theo dõi cái công cụ dụng cụ và cái chi phí trả trước ở trong cái phần mềm kế toán TotalShop. Ở đây chúng ta ở màn hình chính chúng ta vào cái phần công cụ dụng cụ. Các bạn lưu ý là trong phần công cụ dụng cụ thì chúng ta sẽ có các phần như là mua, ghi tăng và ghi tăng công cụ dụng cụ, phần phân bổ, phần điều chuyển, phần ghi giảm. Ở đây chúng ta nhìn thấy là trong cái phần khai báo có phần công cụ dụng cụ thì chúng ta thấy là các cái công cụ dụng cụ chúng ta đã thêm mới ở trong này. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái thông tin là nó tương đối giống với cái hàng hóa vật tư. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý là khi chúng ta thêm mới mua mới một cái công cụ dụng cụ ấy thì chúng ta nên thêm mới một cái để theo dõi, vì sau này còn có cái quá trình là chúng ta thanh lý, rồi là chúng ta dùng không hết công suất, có thể nhượng bán cho ai đấy. Thì chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta có một cái máy in Canon 2900, nhưng mà nếu mà có mua thêm một cái mới thì các bạn cũng nên là tạo ra một cái mã công cụ dụng cụ là cái máy in Canon khác để có thể theo dõi. Quá trình làm thì chúng ta lưu ý là chúng ta khi mua mới và ghi tăng một cái công cụ dụng cụ, chúng ta chọn là mua mới, mua và ghi tăng luôn. Ở đây chúng tôi ví dụ chúng tôi thêm mới một cái tài sản cố định, một cái công cụ dụng cụ, thì ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta mua của công ty cổ phần này chẳng hạn. Thì các cái thông tin mà chúng ta nhập vào đây là ví dụ như 02 tháng không không ngày ghi sổ là ngày mua là mùng 1 tháng 2. Ở đây chúng ta chọn công cụ dụng cụ, ví dụ như chúng ta mua cái máy in màu Canon. Ở đây chúng ta ghi tài khoản ghi nợ là 242. Thì các bạn chọn cái phòng ban sử dụng là ví dụ phòng kế toán, tài khoản chi phí để phân bổ thì chúng ta ví dụ 6273. Đơn vị tính là cái đặc biệt của cái phần này là khi chúng ta ghi tăng thì chúng ta ghi bao gồm cả toàn bộ cái phần mà tính khấu hao. Ở đây chúng ta ví dụ chúng ta phân bổ là 24 tháng. Các bạn nhìn thấy là cái giá trị ở đây là chương trình tự động chia ra cái 5 triệu này cho 24 tháng. Sau khi chúng ta nhập xong, nếu có hóa đơn đỏ thì chúng ta có thể nhập hóa đơn giá trị gia tăng vào đây. Các cái chi phí vận chuyển thì cho vào đây để phân bổ. Chúng ta sau khi chúng ta cập nhật thêm cái công cụ dụng cụ mới thì chúng ta chọn lưu, chúng ta chọn đóng. Ở đây sau khi ghi mua và ghi tăng ấy, thì các bạn lưu ý là nó có những cái trường hợp khác nhau. Mua và ghi tăng có nghĩa là chúng ta lại vừa hạch toán và vừa ghi tăng tài sản, tăng công cụ dụng cụ. Nhưng trong những cái trường hợp mà chỉ có ghi tăng không ấy, thì các bạn hiểu là nó chỉ có ghi tăng không, có nghĩa là không có cái phần thanh toán. Thì giống như kiểu mà chúng ta mua cái công cụ dụng cụ về nhập kho vào 153 và sau đấy chúng ta xuất từ 153 sang 242 để bắt đầu tính phân bổ, thì chúng ta sẽ tự động chọn cái phiếu mua ghi tăng. Ở đây chúng ta chọn cái chức năng là ghi tăng thì chúng ta nhìn thấy là có kiêm luôn cả phiếu xuất kho này, đồng thời có thể chọn cái phiếu nhập mua hàng để chúng ta biết là chúng ta nhập mua vào cái công cụ dụng cụ đấy vào cái tháng nào, thì chúng ta chọn để có thể ghi tăng cái công cụ dụng cụ này. Sau khi chúng ta ghi tăng thì chúng ta có thể thấy là ở đây chúng tôi có sẵn một cái chứng từ là chúng ta mua ghi tăng, tức là chỉ có ghi tăng công cụ dụng cụ thôi. Sau khi ghi tăng công cụ dụng cụ và có thể có trường hợp ghi tăng thì chúng ta mua ghi tăng thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái chức năng phân bổ công cụ dụng cụ như sau. Qua vào chọn thêm mới. Các bạn chọn tháng 1. Các bạn lưu ý là cái công cụ dụng cụ cũng như tài sản, vì chúng ta tính theo số lần phân bổ, tức là theo tháng ấy, chúng ta sẽ chọn cái phân bổ theo tháng. Vậy các bạn nhìn thấy ở đây chương trình nó tự động lấy ra cái phần giá trị công cụ dụng cụ phân bổ và đưa vào cái tài khoản chi phí và cái giá trị phân bổ. Ở đây chúng ta chưa nhìn thấy cái máy in màu. Chúng ta có thể thấy là cái máy in màu nó phát sinh vào tháng 1, tháng 2, thì chúng ta chọn lưu. Sau đây chúng ta chọn tiếp cái phân bổ cái tháng 2 thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Các bạn có thể nhìn thấy là có cái máy in màu ở đây. Với mức giá là 5 triệu thì chia cho 24 tháng thì nó là 208.000 một một tháng. Chúng ta chọn lưu. Như vậy là chúng ta đã phân bổ xong cái công
công cụ dụng cụ. Chúng ta có thể sử dụng chức năng điều chuyển để chúng ta chuyển từ từ phòng ban này sang phòng ban kia. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có hai cột là cột phòng từ đâu đến đâu. Chúng ta có thể sử dụng khi điều chuyển từ phòng này sang phòng kia. Chúng ta cũng có thể ghi giảm là thanh lý máy photocopy chưa dùng đến. Ở đây chúng tôi có nhập thử một cái chứng từ là dùng để ghi ghi giảm cái công cụ dụng cụ. Đây chúng ta chọn đóng. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần công cụ dụng cụ dùng để theo dõi. Ở đây có một số các cái báo cáo liên quan đến công cụ dụng cụ. Các bạn có thể vào đây để chúng ta xem cái quá trình phân bổ của cái công cụ dụng cụ. Ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta thử chạy một cái báo cáo thì các bạn nhìn thấy là cái bảng báo cáo của công cụ dụng cụ nó là hình thức như thế này.